Rồi, hello, xin chào anh em. Em gà này sẽ là em gà mini game của tuần này hết anh em. Một con gà đều, một cái 250 anh em. Nó qua một mùa lông rồi, chân vàng, tám bóng đen, cặp cửa đen luôn ha. Lông thay xong hết rồi. Anh em tham gia mini game vui vẻ ha. Rồi tới chiều thứ năm mình sẽ cập nhật tin tức là ai là người trúng thưởng ha. Rồi, ngày hôm nay có quay cái đám gà tơ đang vô chế độ nè anh em. Thì khi nào mình cảm thấy đạt đủ tiêu chuẩn mình sẽ đăng clip lên cho anh em tham khảo ha. Thì anh em ước nghe nào á, anh em gọi thẳng số điện thoại gặp mình nói chuyện cho vậy. Ngày hôm nay tranh thủ được miếng nắng nè anh em. Hôm nay vô tháng mưa trời bão quá. Rồi để gà bên đây nè. Mình đâu có làm y như nhà ở đâu, mình để cho nó thoáng mát mà. Rồi lúc nào mưa chạy bắt về xúc quần luôn. Rồi để bên đây thì mát, còn để bên nhà thì cũng ok nhưng mà nó không bằng bên đây ha. Cho nên là sáng mình phải bắt ra, thì chừng nào mưa bắt về hoặc là tối bắt về. Cái đám gà tơ này lên cỡ được hai mấy con đó anh em. Mình cũng đang vú chế độ thôi. Rồi cảm thấy khi nào mà ổn đi, sổ sẹt mình cảm thấy ok rồi á, rồi mình gửi cho anh em. Mấy bữa nay mưa quá mưa. Nhìn anh em nhìn vậy nè, nhìn sáng trời đẹp vậy nè, nhưng mà có thể là chiều sẽ mưa lớn anh em. Trời bão không thể lường trước được. Thì nói chung gà bên bão rồi, gà tớ niên cho anh em từng chế độ 10 ngày chơi á. Thì tầm trung bảo giao 3T, còn là một bảo giao 5T anh em. Rồi gà bảo là bảo hành cho anh em là một tuần lễ. Có bất kỳ vấn đề gì thì cứ chụp hình hoặc là quay video gửi bảo. Bảo sẽ đổi con khác hoặc là tiền lại cho anh em ha. Thì bổn mẹ cha mẹ rồi mình đã test cửa hết rồi, mình mới lên nọc để mà giao cho anh em. Thì anh em có thích con nào thì anh em liên hệ bảo, gọi số điện thoại cho anh vậy. Còn riêng con xám này là nọc nghe anh em, có qua cửa rồi. Giờ đang hiện tại là bảo cũng đang để nhà cản, cũng nuôi chế độ bình thường giống mấy con kia thôi, lâu lâu mình để cho đạp cái vậy đó. Anh em theo dõi bên Zalo bảo anh em biết mà, bảo có thường quay đăng bển. Còn em bốn đó mình cũng đang nuôi, chuẩn bị chết cửa nó xong rồi mới có thành quả rồi mới cho lên nọc ha anh em. Con bốn đó thì máu Cuban đây, chuối nè, đẹp trai không? Sao mà đứng buồn hiu. Còn em gà đều này là của ông khách, ông giao cho ổng rồi, ổng cọc xong xuôi hết rồi, đang nuôi chế độ gì nào mà tới pin điện ổng cái là ổng suốt á. Còn mấy con này là chưa có ai dặn ha, anh em cứ gọi gặp mình đi cho vậy, hoặc là muốn mình tiễn gà hay là như thế nào á. Nói chung cái đám gà đang lên nè anh em, dày mạnh lắm. Thì ra ngoài chơi cũng tự tin, chứ gà mà tay lỏng quá anh em cũng ngán chứ, sợ chứ. Tay đầu tiên á là phải dày, hai là phải có tốc độ, rồi mới tính tới cái chuyện mà độ chính xác đâu hen. Vùng quê mình á yên bình lắm anh em, sáng mai ra phơi nắng gà, pha ly cà phê ngầu với anh trước chơi, ngầu nói chuyện với mấy ông anh đồ, học hỏi kinh nghiệm đồ thêm. Kiến thức là mênh mông mà anh em, học hoài cũng còn hoài à. Núi này cao có núi khác cao hơn nha anh em. Nói chung là mình muốn nuôi con gà tốt nhất có thể để giao đến anh em. Rồi bảo tạm biệt anh em ha.